chiếc phi cơ hành khách của Syria đã rời khỏi Ankara. Tin từ Ankara, chiếc phi cơ hành khách của Syria bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đáp xuống phi trường Ankara vì nghi ngờ chở theo vũ khí đã được cho phép cất cánh. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu một số đồ đạc trên phi cơ nhưng không cho biết chi tiết. Chiếc phi cơ đang bay từ Mặt Tư Khoa tới Damascus trong lúc bị buộc phải đáp xuống phi trường Ankara.